Hàng nóng lại về anh em ơi, đây lên tiếp Samsung Galaxy S20 5G nha. Thì bữa có anh chị em nào hỏi thì hôm nay bên em sẽ về được một ít máy nè, khoảng được vài cây thôi nha. Thì con này cấu hình cực kỳ là ok người, giá bên em bán chỉ 4 triệu rưỡi 50 thôi nha. RAM á, là 12GB, bộ nhớ là 128GB nè, kích cỡ RAM rồi 12GB nè, dung lượng là 128GB rồi. Và quan trọng á, chạy chip Snapdragon á là 865 nha. Đó, rất là ok luôn mọi người. Đó, đây. Màn hình tần số quét á, là 120Hz người, độ phân giải màn hình á, là 2K cộng nha. Này, tần số quét màn hình 120Hz nè. Đây là màn hình cong người, người không? Màn hình cong nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, chèn viền hai bên. Rồi, tiếp theo á là đây là bản hai SIM, một eSIM và một SIM vật lý người. Pin á sẽ là 4000 mAh nha. Đó, cam ga con này thì cũng còn ok lắm người. Đây camera góc rộng nè. Để chỉnh full đi. Đây góc rộng người, người không? Góc rộng nè. F1 nè, F3 nè, này, là F3 nè, đó, zoom được đến 3 mét rồi, mọi người không có chữ rõ nét không, đó, rất là rõ nét luôn, tại mình zoom gần quá mọi người, đây, sẽ zoom thử một cái nào xa xa đó, này cái này đi, cái camera đi, đó, rất là nét luôn nha, còn đây camera selfie nè rồi, này selfie nè, góc rộng nè, góc hẹp nè. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Thì cái dòng này á thì có vân tay nằm trong màn hình luôn rồi. Mấy dòng cao cấp bây giờ thì có vân tay nằm trong màn hình hết thôi nha. Em sẽ test luôn cái vân tay nằm trong màn hình cho mọi người xem. Rồi ta. Thì cái này là RAM 12 nè, 128 GB mọi người không? RAM 12 128 GB. iPhone 13 thì tầm 13 triệu 900 nhanh đây. Rồi ta, đây màn hình khóa nè. Vân tay. Đó, phải cài cái mật khẩu mới cài được vân tay nha mọi người. Bên em bán thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nè, ship có toàn quốc cho kiểm tra hàng ký thanh toán người, bên em sẽ bảo hành 3 tháng 1, không có hành gây nứt cứng đỡ màn hình đó, và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha. Đây là vân tay nằm trong màn hình nè, để test thử cho người xem luôn đó, rất là nhạy nha mọi người, tới 100% là được nha. Thì nó cũng có nhận diện bằng khuôn mặt nha mọi người, mà đây là nhận diện 2D nha, chứ không không phải 3D như web 3D như iPhone mọi người. Ok. Đó. Tiếp theo sẽ test một cái màn hình cho người xem một cái video 4K. Cái video 4K. Chỉnh độ phân giải cao nhất nha. Rất là đẹp luôn mọi người. Nói chung màn hình Samsung mình không bao giờ để mọi người thất vọng đâu. Nhìn não không? Bản Mỹ RAM 12 ha anh, đã đúng rồi. Bản Mỹ mà U á, là RAM 12, còn bản Mỹ V á, là của Vision á là RAM 8 nha. Đó. Nó có hai loại, một loại là của nhà mạng Vision, một loại là U là của U là của Mỹ thôi. Vision thì nhà mạng nó bán RAM 8 đi mọi người. Mọi người không, cái màn hình nét không? Cực nét luôn nha. Không phải là nét mà là cực nét luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó. Cái màn hình này thôi là đủ ăn tiền rồi. Đây màn hình cong đó, màn hình cong nha, rất là đẹp nha mọi người. Thì ngoại hình mấy con này thì tầm khoảng 9798 thôi, nhưng mà cũng còn ok nha mọi người, không ngoại hình 9798 nha. Đây đó, quá trời đẹp luôn. Đây ngoài cái màu xanh nè, có được 3 màu thôi cho mọi người, không có được mấy cây à, mấy cái này không có nhiều mọi người, này về lượng có mấy cây vậy thôi. Rồi cái này màu xanh nè, đây màu xanh nè, ngoại hình 9798 nhưng mà còn ok lắm nha. Cuối cùng là màu hồng, bên em có 3 màu thôi, là cái này thì chỉ có 3 màu thôi, màu hồng nè, đó màu hồng, đây màu hồng, rồi đó chỉ có vậy thôi mọi người. Đây màn hình là nét chưa, quá nét luôn. Góp tại cửa hàng hay qua ngân hàng Việt Shop? Dạ bên em góp qua qua bên em góp qua ngân hàng tài chính nha mọi người, bên em là góp qua ngân hàng tài chính nha. Chốt em con đang cầm với anh ơi, em đổi con Redmi Note 10, đổi máy thì mọi người qua bên em cửa hàng bên em á, bên em mới định giá máy được và mới giao lưu được nha mọi người. Bên em thì cũng có giao lưu tất cả các dòng máy nha. Rồi thì cái này ngày nào bên em cũng thông báo rồi, mọi người lưu ý và để ý giúp em nha. Nói chung thì chuyện không muốn mọi người đó, thì ngày nào bên em cũng báo nè,
F88 hả? Đâu có đâu. À, bên em có góp ba ngân hàng nè. HD, FE, Mira, MC là của quân đội đó. Đó là bốn cái ngân hàng chứ. Không, FE bây giờ hết góp được rồi, chỉ còn ba cái ngân hàng thôi nha. Ba cái ngân hàng. F88 là cái đó vay tiền mặt mọi người ơi, chứ không phải là trả góp điện thoại đâu. Thì đó. Thì bên Thế Giới Di Động người ta cũng góp như em thôi, bên em cũng góp giống như vậy không rồi. Và mọi người lưu ý giúp em nha. Bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh 97168569 người. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Địa chỉ của anh là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 077 469 683 06 con số 8 774 0703 747474 nha. Đó, mọi người lưu ý giúp em mọi người. Tại vì bây giờ cũng rất là nhiều người á giả dạng cái tên của em để đi lừa đảo người. Nó không phải là một cái shop của em đâu người. Rất là nhiều người bị luôn. Bây giờ em bán hàng online giống như là có một cái đội để đi lừa đảo hay sao đó. Nó lập giống cái khuôn vậy đó. Đó nên đi lừa đảo người. Đúng số tài khoản này bên em sẽ giải quyết, còn mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo mọi người. Đó, thì mọi người cần hãy liên hệ giúp em nha. Em cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của mọi người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha mọi người. Bye bye.